Là một thiếu niên bình thường như hàng triệu thiếu niên khác, Nguyễn Phùng Phong đã trở thành kỷ lục gia Việt Nam và kỷ lục gia thế giới về siêu trí nhớ. Qua một quá trình dài nỗ lực học hỏi và thực hành bộ môn đặc biệt này. Nhưng điều đáng nói về tài năng và nhiệt huyết của Nguyễn Phùng Phong chính là anh đã truyền cảm hứng và khơi dậy thành công năng lực não bộ xuất chúng cho hàng ngàn người, hầu hết là giới trẻ, để góp phần tạo dựng một thế hệ thanh niên có đủ tâm, trí, lực cho đất nước. Đây, tôi đang đứng trên cái vùng đất mà tôi đã được sinh ra. Đây là một cái vùng đất có thể nói là nghèo khổ và cằn cỗi. Đây chính là cái nơi đã nuôi nấng tôi, đã tạo ra những củ mì để cho tôi sống, để cho tôi trưởng thành. Thời đó là khổ lắm, chỉ có biết đi làm, đi cuốc lật, đi làm rẫy, làm nông vậy thôi. Thời đó là bác chỉ biết làm việc nhà xong là đi làm mướn với ngày 2 đồng bạc để sống vậy đó. Thì đến coi như năm 1982 thì coi như là bác mới sinh, vợ chồng bác mới sinh được Phong. Là lúc đó là cũng đó là một niềm hạnh phúc cho gia đình, tất nhiên là được có đứa trai đầu lòng. Nhưng mà Phong thì có cái giỏi, tất nhiên là ham học. Đi học về là thấy mẹ hết lá là chạy vô rẫy kiếm lá chuối về cho mẹ gói bánh hoặc là đi lấy củi. Nhưng mà trên tay lúc nào cũng có quyển vở để học bài của ngày mai. Tất nhiên là nói đúng là đó là một cách hiếu học, gọi là hiếu học đó. Giỏi thì không dám nói giỏi nhưng mà trung bình khá là có. Tất nhiên là không bao giờ mà có như thầy cô chê, hành kiểm thì rất tốt. Bài vở thì lúc nào là lúc nào trên tay có quyền vừa hết học là vừa học vừa làm vậy đó. Tôi vẫn còn rất là rõ cái ký ức ngày tôi còn bé thì lúc đó gia đình tôi bởi vì còn quá sức là nghèo nên là gia đình tôi không đủ cơm để ăn, nên là anh em tôi phải thường xuyên ăn bắp, ăn mì để mà thay cho cơm, để chúng tôi có thể có đủ sống để mà đi học. Thì những cái quá khứ đó nó vẫn còn làm cho tôi nhớ tới tận bây giờ. Nhưng mà khi mỗi lần tôi nhớ về thì tôi cảm thấy biết ơn nó, vì chính từ những cái cực khổ đó nó đã nuôi nấng cái ý chí, cái ước mơ của tôi, tạo cho tôi những cái nghị lực để cho tôi có cái lý do để cho tôi tiến lên. Trong cái hoàn cảnh khó khăn đấy thì trong mọi thời khắc tôi đều ôm ấp cho mình một cái khát vọng rằng nhất định tôi phải thoát khỏi cảnh này. Tôi nhất định phải có đầy đủ tiền để mà tôi có thể làm cho cuộc đời của mình tốt đẹp hơn để báo hiếu cho cha mẹ của tôi. Thì tôi đã nuôi dưỡng và tôi gọi là ôm ấp cho mình một cái ước mơ, đó là nhất định tôi phải thoát khỏi cảnh này khi tôi trưởng thành. Sự nghèo khó không thể làm thui chột ý chí Nguyễn Phùng Phong, nhưng trở thành một động lực quan trọng để anh truyền lại cho học trò sau này, khi anh đã thành danh trên con đường đào tạo tâm trí lực cho giới trẻ. Mục tiêu lớn lao nhất mà tôi dạy học trò của tôi chính là nghị lực, là ước mơ. Và chúng ta nhất định, chúng ta có một lần chúng ta sống, hãy sống thật là hiên ngang, thật là mạnh mẽ và khát vọng. Chúng ta phải dám làm những cái việc mà chúng ta mong ước, chúng ta thích. Và khi chúng ta thực sự khao khát, chúng ta quyết tâm thì không có gì có thể cản trở được chúng ta cả. Và thầy tin là thầy làm được, các con của thầy nhất định phải làm giỏi hơn. Chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi để lập thân, lập nghiệp. Sau gần 8 năm làm thầy giáo dạy vi tính, thanh niên Nguyễn Phùng Phong đã gặp một con người và bước vào một con đường đầy bất ngờ. Thì tôi đã gặp tiến sĩ kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới, thầy Miss Warup. Và lúc đó khi tôi nhìn thấy tài năng của thầy trong một cái lớp học gọi là khai phá sức mạnh tiềm ẩn của bộ não con người, và tôi vô cùng ấn tượng, tôi cảm thấy quá ngưỡng mộ thầy. Và tôi quyết tâm là tôi cũng sẽ
luyện tập những cái phương pháp thầy dạy để chính tôi cũng khai phá được sức mạnh bộ não của tôi, và để tôi đem những trải nghiệm đó tôi dạy lại cho các học trò của mình, giúp cho các con cũng khai phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mỗi con người. Tôi đã có một cái hành trình học hỏi và tìm kiếm những cái kiến thức làm sao để học mọi thứ nhẹ nhàng, nhanh chóng, làm sao để hiểu được mình giỏi cái gì và phát huy cái tài năng đó như thế nào. Và trong cái hành trình đó tôi đã trải qua rất là nhiều cái trải nghiệm với những cái tổ chức, những cái trung tâm đào tạo quốc tế. Tôi đến các cái trường, các trung tâm để tôi tìm hiểu xem cách họ dạy các học trò ở đó theo cái phương pháp quốc tế là nghĩa là làm gì. Rồi tôi cũng tiếp xúc với những người anh em, bạn bè của tôi mà họ đang đào tạo trong các cái trường quốc tế, các cái trung tâm Anh ngữ quốc tế, và tôi xin họ chia sẻ cho tôi cái kinh nghiệm cũng như những cái kiến thức, những cái dữ liệu gì mà họ học được mà họ có thể chia sẻ lại cho tôi để tôi có thể tiếp cận với những cái nền tảng cơ bản đó. Nguyễn Phùng Phong đã dành suốt 10 năm để chơi đùa cùng với trẻ em. Qua đó anh tìm hiểu, khám phá những tố chất thông minh và tài năng tiềm ẩn bên trong các em. Anh đánh thức những tố chất đó, dạy các em nhận biết rõ nét chúng để biến chúng thành giá trị thực tế thay vì để bị thu chộp đi. Trong cái hành trình đào tạo của tôi trong suốt hơn 10 năm qua thì tôi đào tạo cho hàng chục ngàn học sinh. Nhưng mà để mà gọi là ưu tú, làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện đó là cộng đồng Outlier Camp. Đó là những bạn mà tôi kèm cặp từ những cái ngày mà các con vào chưa biết gì cho tới khi các con có những cái thay đổi về mặt nhận thức, về mặt cư xử, ứng xử cho tới cái năng lực chuyên môn. Thì các con có những bạn bây giờ mà tôi tự hào, đó là những bạn như là Phương Trinh, Thu Hiền hay là Huỳnh Lâm Tính, Huỳnh Lâm Minh Thanh, hay là những cái bạn mà nhiều bạn khác quý vị coi trên siêu trí tuệ đấy. Quý vị coi trên những cái chương trình siêu trí tuệ thì quý vị thấy những bạn như là bạn Phương Nghi, bạn Hồng Anh, hay là bạn Gia Hưng, hay là bạn Ngọc Bình, bạn Trí Kiên. Tất cả những học viên đó là những học viên đã được tôi đào tạo qua. Và các bạn ấy đã tập trung nỗ lực và các bạn ấy đem về những cái thành tích cho đội tuyển siêu trí nhớ Việt Nam, cũng như là đem về những cái niềm vinh dự cho Việt Nam trên cái đấu trường siêu trí nhớ, siêu trí tuệ quốc tế. Thì đó là những cái học trò mà tôi rất là tự hào. Siêu trí nhớ là một trong những phương tiện dẫn đến sự tăng trưởng trí tuệ. Nhưng trí tuệ không chỉ để làm việc và thành công, mà còn để nhận ra những giá trị đặc biệt khác. Những cái điều mà tôi tự hào nhất trong số đó chính là các bạn hiểu được cái giá trị của sự hiếu thảo. Các bạn biết yêu thương, biết ơn cha mẹ. Các bạn hiểu được các bạn sinh ra để làm gì. Các bạn có những ước mơ, các bạn chủ động. Và các bạn bỏ được dần những cái thói hư tật xấu giống như là mê game. Lười biếng, rồi thì có những cái nổi loạn, có những cái gọi là cư xử một cách tiêu cực. Thì dần dần các bạn trong cái môi trường mà tôi huấn luyện thì các bạn chuyển biến coi cái bản thân mình trở nên tốt đẹp. Và những cái kết quả tốt đẹp kế bên như là siêu trí nhớ, siêu trí tuệ thì đó là một cái, theo tôi đó là một cái kèm theo mà tôi cảm thấy rất là tự hào. Năm 2015, lúc đó là tôi học tập, nghiên cứu và luyện tập rất là khó khăn so với các học trò của tôi bây giờ. Tức là tôi chỉ được học kiến thức chứ không có người kèm cặp, không có người dẫn dắt. Và trong một cái khối lượng kiến thức mà tôi phải tự học thêm rất là nhiều, thì tôi đã luyện tập rất là hăng say, nhiệt thành. Và năm 2015, tôi đã xác lập cái kỷ lục đầu tiên cho cuộc đời của mình, đó là nhớ 500 số được các nhà báo và khách mời viết một cách ngẫu nhiên. Trong 15 phút thì tôi nhớ chính xác vị trí của nó. Năm 2016 là một cột mốc rất là đặc biệt kế tiếp, đó là tôi xác lập thành công kỷ lục thế giới khi mà tôi nhớ chính xác được 198 quốc kỳ được đặt ngẫu nhiên. Cái việc mà nhớ các quốc kỳ là một cái điều khó, nhưng mà thật sự nó rất là nhỏ so với cái việc là mình lấy cái quốc kỳ đó mình đọc một cách ngẫu nhiên, rồi sau đó thì mình phải nhớ vị trí nào là của quốc kỳ nào. Thì tôi đã nhớ được chính xác vị trí của 198 cái quốc kỳ trên toàn thế giới như vậy. Nguyễn Phùng Phong là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam đào tạo về siêu trí nhớ. Tư duy là đặc ân mà tạo hóa dành riêng cho loài người.
và con người chỉ có thể tư duy tốt khi sử dụng tốt trí nhớ của mình. Siêu trí nhớ là cái nền tảng đầu tiên. Chúng ta muốn sáng tạo, chúng ta muốn phát triển, chúng ta muốn có những cái nền văn minh, chúng ta muốn cải tiến, nâng cao, mở rộng, tất cả mọi thứ chúng ta đều phải nhớ. Nhớ là cái nền tảng cơ bản đầu tiên thôi. Còn cái mục tiêu lớn lao đó chính là chúng ta phải nhớ để chúng ta sử dụng những gì chúng ta học được, chắt lọc những cái điều chúng ta, tinh hoa chúng ta đã học được đó, để chúng ta phát triển, chúng ta nâng cấp nó lên, để chúng ta tạo ra những cái điều phát triển đột phá trong cái cuộc đời của chúng ta, cũng như trong cái việc đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Cái ước mơ lớn lao của tôi là tạo ra một cái thế hệ ưu tú, các bạn biết cách sử dụng trí tuệ của mình, biết cách phát huy cái năng lực của mình, cộng hưởng với những cái phương pháp được học, để các bạn làm cho cái năng lực trí tuệ của mình nó được mở rộng, nó được nâng cao, để đóng góp vào trong cái công cuộc đó, làm sao để nâng cao cái trí tuệ của người Việt Nam. Ngoài nỗ lực nâng cao trí tuệ cho trẻ em, Nguyễn Phùng Phong còn quan tâm và tiếp cận thế giới nội tâm của người lớn trong cuộc sống hôm nay. Người lớn cũng có rất là nhiều cái trắc trở trong cái việc họ không hiểu về bộ não của chính họ. Họ không hiểu về chính cái con người của họ, nên đôi khi trong cái cách giao tiếp họ đã không có đồng cái quan điểm và họ không có đồng được cái tiếng nói đó. Đã gây ra những cái mâu thuẫn và rất là nhiều gia đình đứng trong cái bờ vực đó là chúng ta chia tay. Hoặc là họ có những cái nội chiến bên trong gia đình của chính họ. Tôi có những cái lớp học dành cho người lớn như là Inspire hay Be New. Đó là những cái lớp học mà giúp cho họ nhìn nhận là chính họ. Bởi vì chúng ta là những người trưởng thành, chúng ta không thể nào mà ai mà dạy nổi chúng ta đâu. Chỉ có chúng ta tự dạy mình thôi. Có những người dư thừa vật chất nhưng thiếu sự cân bằng trong tâm tưởng, thiếu hạnh phúc trong gia đình và không tìm được ý nghĩa và giá trị thực sự của cuộc sống. Sứ mạng của Nguyễn Phùng Phong là giải mã và giúp con người thoát khỏi những gì khiến cho họ cảm thấy bất hạnh và bế tắc. Đối với tôi là một sứ mệnh, ngoài cái việc để mà làm việc để lo cho bản thân, lo cho doanh nghiệp của mình, cho anh em trong công ty của mình, thì cái sứ mệnh, cái niềm vui lớn của tôi đó là làm sao cho mọi người họ nhận ra được cái hạnh phúc của chính bản thân họ, họ nhận ra được cái sự khác biệt trong mỗi con người, để rồi họ chấp nhận nó, họ học cách để thích nghi với nó. Và như vậy thì họ sẽ biết cách để họ cân bằng mọi thứ. Và khi cuộc sống của họ biết cách cân bằng thì mọi thứ tốt đẹp tự nhiên nó đến. Tiền bạc nó mới có ý nghĩa. Còn rất là nhiều người thì cứ mãi lao vào cái việc đó là kiếm thật nhiều tiền, nhưng họ không hiểu rằng là nếu như bên trong họ không cân bằng, không vui vẻ thì có nhiều tiền không phải là cái cách để làm cho họ hạnh phúc. Cuộc đời của Nguyễn Phùng Phong từ quê nghèo ở Đồng Nai lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp luôn gắn với trẻ em, với khát vọng trao cho các em những phương pháp và kiến thức để khám phá và ứng dụng chính năng lực trí tuệ của mình vào cuộc sống qua chương trình đào tạo siêu trí nhớ. Những thành công của Phong cũng chính là hạnh phúc cho nhiều gia đình. Từ một cậu bé rất là nhút nhát, bây giờ con đã có thể tự tin trong việc vệ sinh cá nhân, tự giác học, tự giác là bỏ dần những cái chơi game. Rồi điều mà tôi mừng nhất chính là anh em của bé rất là yêu thương lại lẫn nhau, không còn tranh giành. Tư duy của bé tích cực hơn, bé không còn nghĩ những cái điều tiêu cực. Đối với một người làm mẹ như tôi thì điều đó thật là một món quà rất là tuyệt vời. Mình cảm ơn thầy Phong vì đã cho mình học cái khóa học, đã giúp mình trở nên tự tin hơn, có thể tự lập được và biết cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ và em của mình. Nhiệt huyết Nguyễn Phùng Phong đã truyền lại cho giới trẻ niềm tin vào sức mạnh trí tuệ của chính mình để nuôi dưỡng cho những khát vọng thành công. Điều tôi muốn nói lúc này với tất cả các học trò của mình rằng là các con hãy nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng ta phải nỗ lực nhiều nhiều hơn nữa để chúng ta xứng đáng với cái tình yêu cha mẹ đã dành cho mình, với tình yêu của tổ tiên, của những anh hùng dân tộc của chúng ta đã cống hiến để chúng ta có một cái đất nước thanh bình như ngày hôm nay. Chúng ta cần phải nỗ lực nhiều 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 hơn nữa để chúng ta làm được những điều tốt đẹp và chúng ta đóng góp cho cái việc xây dựng và phát triển đất nước chúng ta.